Qua. Qua. Con khủng long màu xanh lá cây này là con khủng long ăn thực vật đấy. Con khủng long này xanh là cây ăn thực vật thường trắng đấy. Ui. Nó. Ê, ui. Sao nhiều con nằm la liệt chết rồi kia. Biết cứu con khủng long dậy đấy. Nâng con khủng long dậy nào. Nâng nó dậy để cho nó đi thành hàng nào. Ui. 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 Thôi cho nó vào quả trứng này để cho nó nở lại đi. Nào. Mít ơi. Mít ơi cho nó nở lại nào. Ui. Bây giờ bà bán xong rồi tổng kết này. Thiếu. Chưa. Wow. Wow. Lần sau phải một lần đi miễn phí cước nhá. Kẹo à, cho bố xin. Đừng nói phải đùa luôn. Con căng bố bốc kẹo cho con á. Ơ, sữa chua của con đâu? Con đưa cho mẹ, đưa cho mẹ. Một con non này, đi gì con này. Yeah. Wow. Biết khiếp xếp con khủng long lại đi để cho nó đi thành hàng đi. Đi thành hàng nào. Khủng long đi thành hàng tìm thức ăn nhá. Nào. Đi thành hàng để tìm thức ăn nào. Bố khủng long này ăn à. Con lấy đuôi đi. Khủng long này đi tìm con khủng long nữa. Đấy đúng rồi. Cho con khủng long đi tìm. Đi tìm thức ăn đi, con đưa cho mẹ, đưa cho mẹ vào mặt bóc hộ. À, nó trốn vào trong đấy rồi. Trốn trong đấy rồi. Ở trong rồi mẹ. Không biết khủng long bố đi đâu. Wow. Không biết khủng long bố đi đâu. À, không biết khủng long bố đi đâu. Ăn cháo. Đâu, khủng long đâu rồi? Ủa, sao con khủng long này bé thế? Đây, có một con khủng long mới nở đây, ở trong quả trứng này. Đây. Có một con khủng long mới nở này. Kia, kia, nó rơi xuống dưới phản kia. Con xuống dưới phản lấy nào, nhanh lên. Wow. Một con nằm ở dưới phản. Đúng rồi. Wow. Đấy. Wow. Đấy còn một con nữa trong quả trứng này. Một con trong quả trứng này bạn biết đấy. À. Một con ở trong quả trứng này bạn mít này. Đây quá. Wow. Một con khủng long đi tìm. Nè. Biết điểm danh chưa nào? Điểm danh xem đã đủ khủng long chưa? Con đếm nào. Đếm đi, điểm danh xem đủ chưa? 18 con à? 1, 2, đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mới được 8 con, còn 4 con nữa, 12 con cơ mà, con đi tìm xem nào, wow, một con đấy nữa, đúng rồi, con vào trong phòng của bà xem nào, ở trong phòng của bà có một con khủng long màu cam sao đấy. Con đi hẳn vào trong. Con đi hẳn vào trong, ngay chỗ quần áo ấy. Bố thấy mít vứt vào trong chỗ quần áo thôi ấy. Ở trong cơ mà. Đi vào hẳn vào trong. Con đi. Đi hẳn vào trong mà. Kia. Ở đằng sau cái xe trắng kìa. Xe trắng này.
phía sau xe trắng này. Đấy, con nhấc xe trắng ra xem nào. Kia, ở phía tờ. Đấy kìa, ở cạnh giường kìa. Wow, con tìm thấy chưa? Wow. Thấy, con dâu lên bố xe nào. Đấy, thấy chưa? Wow. Wow. Đấy, bây giờ con đếm xem nào. Rất nhiều con khủng long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mới được 9 con. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. À, 10, 10 con, đúng rồi, bố đếm nhầm. 10 con luôn. Rồi, giỏi quá. Biết giỏi quá. Còn thiếu 2 con nữa. 2 con khủng long nữa. Mít có tổng cộng là 12 con khủng long. Rất là nhiều nha. Nào, nào, để bố cho một đàn khủng long này nó đi nào. Wow. Khủng long đi đi nào. Wow. Wow. Đấy, khủng long đang đi đấy. Khủng long ơi, khủng long đi đâu đấy? Đang đi. Đi ăn tay mít mà. Wow. Khủng long đi ăn tay của mít à? Khủng long ăn tay của mít có ngon không? Wow, khủng long 119. Wow, ô mít đóng này rồi. Wow, con khủng long này chui vào trong quả trứng để làm gì đấy? Để ăn con khủng long con à? Ô, ở trong này có một con khủng long nữa. Wow. 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 Nào. Trong này có gì không? Hai quả trứng nở ra xem có cái gì ở trong nào. Nào, để bố xem nào. Wow. Wow. Con khủng long con. Wow. Wow, con khủng long con nữa. Em tít có gì nào?